chào chị. Ý sao mặt của em nó xanh lè vậy? Em chưa ăn sáng hả? Hôm nay chị có nấu nhiều đồ ăn cho anh Trình lắm, thế nào cũng còn dư, hay là em ăn chung nha? Dạ dư để chị ăn đi, tại vì em không ăn đâu. Em nghĩ em xanh là do tối qua chắc em thức khuya quá. Em thức khuya làm gì? Dạ con em bệnh đó mà. Nếu như em mệt thì thôi cứ ở lại công ty nghỉ ngơi ha, để chị Vi đi với anh được rồi, lâu lâu cho anh tận dụng việc công vô việc tư xíu. Anh này ngay giữa công ty mà anh nói như vậy em ngại lắm luôn. Thì lâu lâu cho anh khoe vợ anh cái mà. Anh này mắc cỡ lắm. Đi. Dạ anh chị đi nha. Giữ sức khỏe nha. Dạ cảm ơn sếp. Ngại giùm luôn. Công nhận cái chiêu sử dụng phụ huynh của mình khá là hiệu quả. Hy vọng là chị Vi không khổ nữa. Vô tới đây rồi mà còn no. Em có một tin vui cho anh. Tin vui gì để lúc khác nói đi. Em có thai được 2 tháng rồi đó. Bậy bạ giỡn, không có vui mấy cái chuyện này. Đừng có gạt anh. Em nói thiệt, em không có giỡn. Em nói rất là nghiêm túc luôn á. Rồi sao vậy? Em nói nghiêm túc hả? Có thai 2 tháng hả? Em xạo. Không thể nào có được đâu. Anh mua thuốc cho em đầy đủ mà, làm sao có chuyện đó được? Thì tại người ta muốn có con với anh chứ bộ. Vậy là em cố tình luôn á hả? Anh sao vậy, anh không vui hả? Không được rồi. Cái chuyện này không có được đâu. Sao mà không được? Anh chưa có chuẩn bị tinh thần. Đi vô bệnh viện đi. Anh nói gì vậy, đi đâu? Đi bệnh viện. Một á là anh giữ con, hai là em sẽ gặp vợ của anh để nói chuyện. Càng không thể nào gặp vợ anh được. Mấy cái chuyện này là không có giỡn được đâu. Nhưng mà em thương anh mà. Tình cảm của em dành cho anh là thiệt. Em không có đòi hỏi là phải công khai gì hết á. Em chỉ muốn giữ lại con thôi. Em sẽ không gặp vợ của anh. Em không nói gì hết á. Trời ơi. Thôi. Không có gì mà phải xúc động. Không có gì mà phải khóc hết. Bình tĩnh. Nín. Khóc là ảnh hưởng tới em bé. Không tốt nha. Rồi. Có con. Thì có con. Triệu chứng của cô là do làm việc quá sức. Đợi có kết quả xét nghiệm máu xong, tôi sẽ sắp xếp cho cô truyền dịch thêm. Con nghe nè mẹ. Con chỉ đường cho mẹ đi tới bệnh viện đi. Mẹ vì gì mà vô bệnh viện? À, mẹ bệnh hả? Không thôi để anh Tú chở mẹ đi. Ủa vậy con về con chở mẹ đi nha. Không. Thằng Tú nó đi ra ngoài rồi. Mẹ không có bệnh gì hết á. Mẹ đi thăm bệnh. Cái bệnh viện Bình gì đó con chỉ cho mẹ đi. À, Bình hả? Bệnh viện Bình Lợi, Bình Điền, Bình Hưng Hòa, Bình Tân. Con nói như vậy thì làm sao mẹ mới nhớ được? Mẹ lớn tuổi rồi. Con nói cái kiểu này thiệt tình luôn á. Thôi bây giờ vậy đi ha. Bây giờ con cứ làm công chuyện của con đi, rồi tự mẹ lần đường mẹ hỏi người ta. Thiệt tình. Alo mẹ. Chị Liễu có đúng không? Đúng rồi. Đã có kết quả xét nghiệm rồi, chị đi vô gặp bác sĩ nha. Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Sao em lại trách móc anh? Trong cái chuyện này anh có lỗi gì đâu. Do em đi không cẩn thận, bị xe đụng, cho nên em mới bị như vậy. Anh còn chưa trách em là mất đứa con nữa.
Bây giờ anh trách ngược lại tôi đúng không? Khốn nạn. Em bình tĩnh đi. Em nói vậy là không có đúng đó. Anh lúc nào cũng yêu thương, quan tâm, lo lắng, chiều chuộng em. Mà bây giờ em nói chuyện với anh như vậy là em không có ngoan rồi đó. Em xin lỗi. Em biết lỗi rồi. Nếu như mà anh không muốn có con á, em sẽ không để có con nữa. Anh tha lỗi với em nha. Anh đừng có bỏ em. Thôi, bình tĩnh. Không có gì phải khóc hết. Nên nha, nghe anh nói nè, anh sẽ chuyển cho em số tiền để em lấy nó, em kinh doanh, làm ăn hay là đi học, muốn gì cũng được hết á. Nhưng mà đừng tìm anh nữa. Anh nói vậy em hiểu rồi đúng không? Em biết tính anh mà. Vậy nha, ngoan ha, giữ sức khỏe. Anh về nha. Thuốc nè anh. Cô có chắc đây là thuốc bổ tốt nhất không? Dạ, em có hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói thuốc này uống vô á, trị liệu chắc chắn sẽ khỏe. Đây. Cái này nè, cô gửi cho cổ luôn giùm tôi nghe. Còn đây là tiền. Tiền thuốc á, dư thì cứ giữ đi. Nhưng mà nhớ nghe, ai mà hỏi á thì nói không biết tôi là hết. Đừng cho người ta biết tôi nha. Cứ nói là một người lạ mặt nha. Dạ, em biết rồi. Cảm ơn. Vanessa Kadra, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Chị Liễu, chị đã khỏe hơn chưa? Chị khỏe rồi, chị ngủ quên lúc nào cũng hay luôn á. Đây là thuốc của chị, còn đây là hoa của chị. Trời ơi, bệnh viện dịch vụ tuyệt vời quá vậy, em là có tặng hoa cho bệnh nhân nữa hả? Không, đây là của một anh chàng rất là đẹp trai và bí mật tặng cho chị. Trời, gì quan đường vậy? Em cũng thấy quan đường như vậy á. Chị đi vô bệnh viện một mình nè, mà lại có người âm thầm tặng hoa rồi tặng thuốc bổ cho chị nữa. Em đoán chắc chắn đó sẽ là chồng hoặc là người yêu của chị. Hả? Thì đúng rồi, em cũng ước gì á, em có một người bạn trai tâm lý và thấu hiểu em như vậy. Nếu như mà em bị bệnh hay gì đó thì sẽ luôn âm thầm theo dõi em. Mà em thấy chị may mắn thiệt luôn á. À, em tả cái người đó cho chị đi. Cao hay thấp, mập hay ốm? Cao nè, đẹp, rất là đẹp trai luôn. Mà em nhìn cái tướng nha, chắc chắn sẽ là một doanh nhân thành đạt, hợp với chị cực kỳ luôn á. Được rồi, chị cảm ơn em. Thôi chị nghỉ ngơi đi, em đi làm việc tiếp nha. Ok, cảm ơn em. Alo em hả? Em chị hỏi nè, chị đi khám bệnh á, sếp Trình có biết không? Dạ có. Ảnh hỏi là chị đi bệnh viện nào. Mà em nhớ á, là chị đăng ký bảo hiểm ở bệnh viện Bình An, nên em nói là Bình An. Ủa, mà sao vậy chị? Thôi không có gì, em làm việc tiếp đi nha. Chị cảm ơn em. Cô dám qua mặt chồng con. Tú ơi, nó cắm sừng con rồi. Ủa, mẹ ăn được không mẹ? Cũng ổn. Dạ. Chết rồi, cái hợp đồng để đâu ta? Ủa mẹ. Ủa mẹ làm gì mẹ lục vỗ của vợ con vậy? Tìm thuốc bổ. Trời, thuốc bổ thì lên tủ thuốc gia đình tìm chứ đâu trong vỏ vợ con. Đừng có hỏi khó mẹ như vậy. Trời, vợ con biết là kỳ lắm luôn á. Con mới kỳ đó. Con
không kỳ gì đâu. Nhìn con đi, không ra một cái giám đốc gì hết. Ăn mặc lôi thôi lết hết, nhìn thấy ghê. Tại sáng bé My nó quậy quá, lo cho nó ăn uống xong rồi đưa nó đi học luôn, quên thay đồ. Người ta đi ra đường, giám đốc mặc quần áo không một nếp nhăn, còn con thiệt là xấu hổ. Mẹ nói đúng rồi đó. Trời ơi, anh đi ra ngoài anh đừng có ăn mặc xốc xếch nữa, nhìn lôi thôi lết hết, nhìn kỹ cũng chết chúng sẽ ôm hết nè. Cô im đi. Tôi có bên cô bao giờ đâu mà cô nói tôi nói đúng. Cô nghĩ những cái lời đó là những lời tôi la con tôi hay sao? Hả? Hả? Vợ con có nói gì đâu. Vợ con góp ý thôi mà. Cô thấy chưa? Con tôi lúc nào mở miệng ra là cũng binh vực cho cô. Còn cô... Mẹ không ăn nữa hả mẹ? Mẹ đi mẹ đi. Đừng buồn nha. Mẹ chồng mình sao vậy trời? Giọng á thì giống như là đi vào lòng đất vậy đó. Mắt thì như dao lam. Làm thôi. Nói ai đó? Con nói Phan Long mà. Ủa? Sao nó ra ngoài vậy ta? Nãy mình đâu có để ngoài đâu. Quà hả? Định tặng anh hả? Thuốc. Cái người ở bệnh viện là anh. Cô y tá nói cho tôi nghe rồi. Ờ đúng rồi. Anh á, tại vì hôm bữa đó anh định làm hiệp sĩ giấu mặt. Anh không muốn để cho em biết rồi em khó xử á. Tôi có cái này cho anh nè. Cái này nó... Cái này nó sao anh? Nó chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm. Không lẽ em định báo công an giùm cổ hả? Anh lật bài ngửa đi. Tôi biết hết tất cả mọi chuyện về anh rồi. Bây giờ anh đừng bao giờ làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Tôi rất là mệt mỏi. Và cái điều quan trọng bây giờ anh biết rồi đó. Tôi dưới lệnh của cô Hà mà. Anh muốn sao? Này nha. Bây giờ mình lớn rồi. Mình có chơi mình có chịu. Người lớn không có liên quan tới chuyện này. Mình không có chơi đem phụ huynh ra mà đe dọa nha. Tôi cho anh chọn. Bây giờ để nói cho em nghe nè. Cái chuyện anh với cô kia là chỉ là vui chơi qua đường thôi. Anh không muốn vướng bận gì hết. Cho nên là mình phải giải quyết. Còn đối với em, nếu như anh với em thì nó sẽ khác. Tôi có gia đình rồi. Bây giờ tôi nói lại với anh một lần nữa anh Trình. Nếu như mà anh còn tiếp tục á, một, tôi sẽ gửi cái clip này cho cô Hà. Còn hai, nếu anh muốn tôi gửi cho phóng viên. Clip này mà em gửi cho mẹ anh á là anh chết lần. Cái clip này em gửi cho bạn bè em, anh chết không biết bao nhiêu lần bởi những cái cộng đồng mạng. Nói chung cái clip này mà đưa cho báo chí là thắng hơn đưa cho mẹ anh. Anh thách tôi đúng không? Tôi đi gửi nha. Không có, anh đang phân tích thôi, anh phân tích thôi cho phân em. Phân tích giờ sao? Nói tóm lại á, bây giờ mình thỏa hiệp đi. Thỏa hiệp sao? Cái clip này em cứ giữ lại. Còn anh sẽ tránh xa em ra. Anh hứa rồi nha. Cái này là anh nói đó. Còn không là tôi sẽ gửi cái clip này cho cô Hà và gửi cho phóng viên. Giữ đi, anh xa em. Anh sẽ xa tôi. Thề hứa. Không làm phiền gia đình tôi nữa. Hứa. Mình nói được làm được. Làm à, được. Nha. Vanessa Carr, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Dạ, chào bác. Bác kiếm ai à? Tôi kiếm dâu của tôi. Dạ, bác kiếm dâu của bác hả? Bác cứ gọi điện đi để cho cô ấy ra đón bác. Biết, nhưng mà tôi muốn làm cho bất ngờ. Cho tôi vô. Dạ, không được đâu bác. Không phải người công ty không vô trong được đâu bác. Được mà. Dạ, không tôi được vô bác. Con chút thôi mà. Không được đâu bác. Được bác, mà. Không được đâu bác. Dạ, không được. Được mà. Dạ. Được. Dạ, chào sếp. Đi nè, dâu á. Dâu của bác. Dâu cam gì ở đây? Không phải cam, dâu. Dâu của tôi á, không biết cậu này. Dâu của bác là ai? Thí Liễu. À. Thank you.
chăng người đối diện tôi bị câm? Không, con không có câm, con biết nói chuyện. Tại sao hồi nãy giờ không nói? Là tại vì con đang sắp chữ trong đầu, với lại cái người mà muốn gặp con là bác, cho nên bác phải nói trước chứ. Có phải cậu đang tán tỉnh con dâu của tôi không? Còn dám gật đầu nữa. Chẳng những dám gật đầu mà còn dám khẳng định với bác là con đang đeo đuổi con dâu của bác. Và con sẽ tiếp tục đeo đuổi con dâu của bác, bởi vì con thích con dâu của bác. Con nói cho bác biết, tiện gặp bác rồi cho nên con nói luôn, con dâu của bác là một người đẹp, giỏi, thông minh, cho nên con trai của bác không xứng đáng làm chồng của con dâu bác. Chỉ... Im lặng. Tôi cấm cậu xúc phạm đến con trai của tôi. Bởi vì sao? Trong mắt tôi, con tôi như một thiên thần. Nó vừa đẹp người, đẹp nết, xét mọi khía cạnh, cậu thua xa. Cậu và con Liễu liên phén làm cái gì mà tồi tệ với con trai của tôi? Lúc đó tôi mà biết được, tôi sẽ thay trời hành đạo. Bác ơi, thật ra con dâu của bác xứng đáng với con hơn, bởi vì con cũng là một người thông minh, tài giỏi, không có nhu nhược như con của bác. Con nói cho bác biết, con vẫn tiếp tục theo đuổi con dâu của bác. Bác có làm lớn chuyện thì con cũng không có sợ đâu. Hay, đồ điếu cát, không đáng mặt quân tử. Nếu mà bác nói chuyện vậy, con không nói chuyện với bác nữa đâu. Con không được đi khi người lớn chưa đi. À, nếu như bác thèm muốn nói chuyện với con thì tiện đây con cũng nói với bác thêm một điều nữa. Con nói cho bác biết, Liễu là một cô gái dễ thương, cho nên là bác không xứng đáng làm mẹ chồng của Liễu đâu. Bởi vì bác là một người rất là dữ, độc mồm, độc miệng. Bác tui ra cho con đi. Không mua. Bác mua không? Không mua, tôi sẽ la làng cho tất cả mọi người biết được. Con nói thiệt với bác, con không có sợ xấu hổ đâu. Con chỉ sợ là Liễu mất mặt, Liễu buồn vì có một người mẹ chồng như là bác. Bác bỏ ra. Không. Bác đừng có trách nếu bác bị cái gì nghe. Không. Đối thủ con trai mình nặng ký quá. Nó làm một cái mình bị quẹo luôn. Vậy là được rồi. Vậy là người hãy đợi đấy. Giỏ quýt vậy sẽ có móng tay nhọn quá.